Hello, hello, xin chào mừng tất cả quý vị các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ USA. Xin kính chúc cho tất cả quý vị và các bạn một ngày mới luôn tràn đầy yêu thương, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn. Hôm nay ở bên Mỹ là ngày 13 tháng 2 các bạn, chứ chưa phải là ngày 14 tháng 2. Nhưng mà ngày mai sẽ là ngày 14 tháng 2, nhưng mà bây giờ nếu mà ở Việt Nam thì nó đã là ngày 14 tháng 2 rồi. Thì trước hết thì Đức Vũ xin chúc cho tất cả quý vị và các bạn, đặc biệt là những người đã yêu, chưa yêu, đang yêu và tất cả quý vị các bạn, đặc biệt là những người thân yêu của mình, người thân yêu, thân thương của mình, một ngày 14 tháng 2 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, luôn luôn tràn đầy tình yêu thương. Thì điều đó là cái điều mà Đức cũng mong muốn. Và ngày 14 tháng 2 thì các bạn cũng biết là mình cũng đã từng làm nhiều cái video về nói về cái ngày đặc biệt này. Ví dụ như ai mà trong đạo Công giáo thì biết cái vị thánh là Valentino. Valentino là vị thánh tượng trưng cho tình yêu. Thì đó là một cái điều mà nó là một cái truyền thuyết. Tại sao mà lại có cái ngày 14 tháng 2? Thì ngày 14 tháng 2 thì nó là một cái truyền thuyết, nhưng mà hôm nay mình chỉ muốn nói ở một cái khía cạnh thôi, là cho mọi người biết rằng là mình đi ra ngoài chợ, mình quay cái cảnh của chợ ở bên đây, người ta bán cái gì cho ngày 14 tháng 2, chuẩn bị cho ngày 14 tháng 2, chợ của Mỹ. Rồi tại vì 14 tháng 2 các bạn, là hoa và sô cô la là rất là nhiều quý vị các bạn. Hoa và sô cô la thì nó mỗi nước thì nó sẽ có khác nhau. Có thể là sô cô la trắng, sô cô la gì đó. Nhưng mà hôm nay thì mình muốn quay cho mọi người xem cái cảnh ở trong chợ nó bán những cái gì, cho mọi người biết. Và đặc biệt có một vài quý vị khán giả muốn là Đức Vũ, nếu có thời gian rảnh thì Đức Vũ cũng sẽ quay cái cảnh chợ búa bên này như thế nào, để cho mọi người dễ dàng xem ha, cho mọi người dễ dàng xem. Thì bây giờ xin chắc là Đức Vũ xin mời quý vị và các bạn hãy đi cùng Đức Vũ vào trong cái chợ của Mỹ quý vị các bạn ha. Chợ của Mỹ, đây là chợ của Mỹ. Thì bây giờ là chiều tối rồi các bạn, 6 giờ tối thì nó cũng khá là đông. Trước khi vào đó thì được một lần nữa Đức cũng xin chúc cho tất cả mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc, đặc biệt là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân. Xin lỗi quý vị các bạn nha, ngày lễ tình nhân. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi với Đức Vũ nha. Ok, let's go quý vị các bạn. Hello các bạn, bây giờ đi vô trong này, các bạn thấy đầu tiên là thấy hoa rất là nhiều, rất là đẹp các bạn. Đây là những cái trang trí của họ nè. Các bạn thấy hoa quá tuyệt vời luôn ha. Còn đây là sô cô la, có đủ loại hết các bạn. Sô cô la rồi kẹo bánh, giá 4 đồng, 5 đồng rồi 20 đồng, nhiều lắm. Rất là nhiều các loại sô cô la ha. Thì mùa này là mùa Valentine thì cũng có nhiều hoa, nhiều loại rồi ạ. Họ bán rất là nhiều quý vị các bạn. Đây là các cái cây, loại cây kiển. Mình thì mình rất thích cái loại cây giống như vậy. Hoa thì ngày hôm nay giá nó sẽ đắt hơn rất là nhiều so với bình thường. Mình ví dụ chút xíu nữa mình sẽ hướng cho mọi người xem ha. Hoa đủ loại hết các bạn, đủ các loại hoa. Bên này thì mặc dù mùa này là mùa đông nhưng mà hoa cũng rất là nhiều. Đây là đủ các loại hết các bạn. Đó, họ trang trí thì mình thích cái loại cây mà nó sống hơn. Thứ nhất là mình về mình trồng nó sống và mình có thể ngắm được. Thì mình mua một lần mà nó được lâu hơn quý vị các bạn, không phải là tiết kiệm hay gì đó các bạn, nhưng mà nó ra hoa liên tục thì chúng ta có thể ngắm được liên tục. Chứ còn nếu mà chúng ta mua hoa thì đương nhiên hoa thì là đẹp rồi, chúng ta cũng có thể mua. Đây là một cái chậu hoa họ làm đó quý vị. Cái chậu này là 40 mấy 50 đồng đó. Loa lê ơn, hoa hồng, hoa đủ kiểu hết các bạn. Người ta trang trí đủ các loại hết. Cái loại này, một cái loại hoa này thì 8 đồng. Rồi đây là hoa nè, bình thường các bạn. Bình thường một đóa 12 bông hồng. Nếu các bạn mua bình thường ở trong Costco hoặc là trong chợ Mỹ này là khoảng chừng 15 đồng. Nhưng mà hôm nay nó lên là 25 đồng các bạn. Cứ ngày lễ, không phải là ngày lễ Valentine đâu, mà ngày lễ nào nó cũng lên giá hết. Tới ngày lễ bình thường, ngày bình thường thì nó chỉ là 15 đồng thôi. Hôm nay thì nó sẽ lên là 10 đồng. Lên 10 đồng nữa là còn 25 đồng. Và hôm nay thì cũng có tất cả rất là nhiều các loại bánh. Thì các bạn thấy ở một cái chợ của Mỹ thì nó
cái điểm đầu tiên nó khác là nó rất là sạch sẽ quý vị các bạn. Và chợ Mỹ thì nó bán organic, thì nó bán mắc đồ nó mắc hơn bình thường. Nó có nhiều loại các bạn, loại mà thực phẩm organic có loại không. Còn đây là các loại hoa, rồi họ đi kèm gấu bông quá à. Gấu bông nhỏ, gấu bông lớn, đủ hết. Rồi ở bên kia thì nó có bán thiệp, rồi hôm nay thì họ có bán luôn cả cái loại mà sô-cô-la mà họ có trái dâu các bạn, họ làm với sô-cô-la. Thì tại vì hiện tại bên đó nó đang rất là đông người quý vị các bạn, cho nên là mình không có quay được, tại vì quay mà đông chúng người thì không có thuận tiện lắm. Thì có một số quý vị khán giả hỏi là bên này bán hoa rồi cái mùa mùa Valentine, mùa tình yêu, hoặc là Giáng sinh, hoặc là Tết. Các bạn, cái chợ ở đây nó tên là Wees. Thì bạn thấy hoa ngập trời luôn các bạn. Ngập trời luôn, đủ các loại hết các bạn. Rất là nhiều hoa hồng, rồi đủ loại hết, đủ tất cả các loại. Và mình thấy nhiều khi người hoa hồng thì người ta không có người ta để vậy các bạn, ta để rất là nhiều ha. Rồi thường thường thì nãy giờ mình thấy một số người Mỹ thì người ta mua đủ loại hết các bạn. Có nhiều người họ mua một bông thôi, họ không có mua nhiều, họ cũng có đủ cái loại hết. Còn đây là cái khu vực là bánh các bạn, bánh ở đây thì rất là ngon và đủ loại bánh lắm. Tới chỗ này là thơm phức các bạn. Các bạn thấy đây là bánh mì nè, bánh mì baguette nè, và đây là bánh mì nè, và đây là bánh mì tỏi nè. Rồi đây là cái bánh mà mình rất thích ăn, đó là cheesecake các bạn. Cheesecake 7 đồng. Thông thường nó bán rất là nhiều loại, rồi hôm nay thì ngày lễ tình nhân cho nên là có làm các loại bánh về tình yêu, rồi đủ hết các bạn. Love sting, rồi đủ hết, rất là nhiều các loại bánh. Các bạn thấy, cho các bạn thấy không gian nè, các bạn thấy đẹp không, quá trời đẹp luôn ha. Đó, đủ các cái loại trang trí, Valentine Day, Happy Valentine Day, rồi đủ hết các bạn. Nhiều loại hoa, rồi nhiều cái bloom là cái đó các bạn nó bán. Rồi đây là cái loại hoa hồng mà người ta bỏ trong cái hũ các bạn, có để cho nó last long, là để cho lâu, để cho có thể là để lâu được đó. Người ta bỏ cái hoa ở trong cái lọ nước các bạn đó. Họ làm đủ kiểu hết các bạn thấy. Thì thực ra mình nghĩ là bên Việt Nam hay là các nước khác thì họ cũng kinh doanh giống vậy thôi, nhưng mà bên này thì họ tùy theo cái chỗ mình đi các bạn. Thì đây là một cái chợ của Mỹ các bạn, còn chợ của Korea, Việt Nam thì nó cũng khác lắm. Còn đây là các loại bánh, hôm nay bánh đồ gì là hình trái tim hết các bạn, hình trái tim hết. Thực ra thì ngày lễ tình nhân nó không hẳn là ngoài cái chuyện mà tình yêu mà đôi lứa một nửa, thì nó còn cái tình yêu có thể quý vị các bạn dành tình yêu mẹ, cha mẹ dành cho con, hoặc con dành cho cha mẹ, đều có hết, cho những người yêu thương khác. Đây là các bạn nè, bò bistec mà nó làm xin lỗi quý vị, bò bistec mà nó làm hình trái tim luôn các bạn. Nó bán một vị này là 16 đồng, cái này là rib eye. Thì thông thường mình hay mua cái này về mình nướng mình ăn, nó rất là ngon, nướng ăn rất là tuyệt vời. Các bạn thấy không, hình trái tim luôn nè. Thì đây là cái video mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Ví dụ đây là hoa mà họ cắm cái kiểu này bạn, nó có cái bình ở trong luôn các bạn. Mình mua nó có một cái bình sẵn luôn, thì nó sẽ bán là 46 đô, 46 đô. Rồi một cái loại hoa cái bên nữa họ bán bình thường nó sẽ là 25 đô các bạn. Thì theo thể yêu cầu của một số quý vị và các bạn khán giả, đặc biệt trong cái ngày đặc biệt này, mình xin gửi lời đến chúc cho tất cả quý vị khán giả, những người yêu thương của mình, một lễ tình nhân thật là tràn đầy yêu thương, tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Xin chúc cho tất cả quý vị các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Happy Valentine.